chào. À, chào chị. Chị là Mỹ Chi đến từ MIT của trường đại học FPT. Thời gian vừa qua thì tụi chị có nhận những cái câu hỏi về việc học cũng như là thực tập tại nhiều. Những cái câu chuyện đó được khách quan hơn, sát sao hơn khi mà các bạn sinh viên đi sang đó vẫn nhỏ cho em để em có thể chia sẻ những cái kỷ niệm, những cái trải nghiệm cũng như là những cái tiếp sống cho các bạn đi được sâu. Thơ đã sẵn sàng cho cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay chưa ha? Dạ rồi chị. Đầu tiên là em có thể giới thiệu sơ lược về bản thân cho các bạn nắm không? Mình tên là Nguyễn An Thơ, hiện tại mình đang học ngôn ngữ Nhật K13 tại trường đại học FPT. Đây là kỳ 6 mình và mình đang thực tập tại khách sạn Rokuya, tỉnh Chiba của Nhật Bản. Trước đây thì Thơ có từng tham gia những cái chương trình nào khác của IC không? Khi mà tham gia như vậy thì Thơ thấy những cái chương trình đó như thế nào? Đây là chương trình đi thực tập ở Nhật, thì này là chương trình đầu tiên của IC mà em tham gia. Em cảm thấy đây là một chương trình rất là thú vị. Em đã trải nghiệm được rất là nhiều thứ ở Nhật. Hiện tại là Thơ nói là Thơ đang đi thực tập tại một cái khách sạn bên Nhật đúng không? Cái nơi thực tập của mình nó như thế nào? Nó có tốt không? Như mọi người biết thì ở bên Nhật thì nó có hai loại khách sạn. Một loại là khách sạn kiểu Âu gọi là Hotelu, còn một loại là khách sạn kiểu Nhật gọi là Ryokan. Thì em làm việc ở cái Ryokan đó. Đó là một khách sạn rất là cổ điển phía dưới của tỉnh Chiba. Đó là một khu resort nhỏ thôi. Chỗ thực tập của em hiện tại, đối với em thì nó vẫn có những điểm tốt và chưa tốt. Nó rất là giống với cái môi trường làm việc thật của mình. Thật ra là đi làm thật luôn á, nên là cho mình một cái cảm giác môi trường làm việc thật của mình sau này. Khi mà em quyết định sang thực tập tại Nhật á, thì nó có mang lại cái những cái lợi ích mà em mong đợi không? Em quyết định đi theo chương trình của IC thì khi mà qua đây thì em đã đạt được rất là nhiều thứ. Đầu tiên là kỹ năng nghe nói tiếng Nhật của em lên. Rồi khi mà em làm việc cùng với người Nhật á, thì cái văn hóa làm việc và cái cách suy nghĩ của người ta, em cũng học được rất là nhiều thứ. Vậy rồi những cái thuận lợi mà khó khăn em phải đối mặt khi em thực tập bên đó là gì? Rồi nếu như mà cho em có một cái sự lựa chọn lại thì em có lựa chọn là đi thực tập sang Nhật không? Hay là em sẽ thực tập tại Việt Nam? Lúc mà mới em cảm thấy rất là bỡ ngỡ về nhiều thứ, nhìn văn hóa ở bên Nhật cũng như là cách làm việc của người ta. Nhưng mà sau một thời gian thì em cảm thấy khi mà mình quen dần được á, mình vượt qua cái khó khăn ban đầu, cảm thấy nó ổn hơn hồi đầu. Cái khó khăn đầu tiên của em đó là rào cản ngôn ngữ. Đôi khi mình muốn nói với người ta là cái này nó như vậy nè, nhưng mà cái cách nói của người Việt mình nó khác. Và khi mà mình dịch cái đó trong đầu để mà chuyển qua tiếng Nhật xong mình nói với người ta thì không phải cái cách mà người ta hay nói, nên đâm ra người ta không hiểu. Cái thứ hai đó là khác biệt văn hóa. Người Nhật thì người ta rất là tôn trọng cái trong công việc lẫn trong cuộc sống, thì người ta không cãi nhau, ta cũng không có hay nói lớn tiếng. Nhưng mà bản chất người Việt Nam mình không phải là cãi nhau hay nói lớn tiếng, nhưng mà mình bản thân mình nói là nó đã lớn như vậy rồi, thì đầu thì không biết, nên đâm ra thì nó cũng có nhiều khó khăn, nhưng mà sau đó mình điều chỉnh lại. Và đó chỉ là một ví dụ thôi, bởi vì đây là môi trường nhà hàng khách sạn, phải giao tiếp với khách nè, phải giao tiếp với người làm chung với mình mỗi ngày rất là nhiều, nên là từ đó thì mình hiểu được cái cách suy nghĩ của người ta, cách làm việc của người ta, cách nói chuyện của người ta. Và đó là cái rất là tốt, bởi vì sau này em cũng muốn đi làm trong một môi trường có nhiều người Nhật á, nên là rất là tốt cho em. Em cảm thấy là ở bên đây thì nó có hai dạng, ví dụ như chị không có tiếng á, chị học và sẽ cho chị làm những công việc bình thường thôi, nhưng mà khi mà mình có tiếng á thì mình sẽ được lên làm những cái giống như là mình được nhận, hoặc là mình được làm đồ riêng cử, tức là làm đồ uống. Em đã học rất là nhiều cái loại đồ uống trong cái menu của nó, em làm mỗi ngày và em rất là thích điều đó. Em nghĩ là không phải khó khăn nào nó cũng sẽ cản đường mình đó, đôi khi một số khó khăn đó nó làm cho mình trưởng thành hơn á, thì em nghĩ là em vẫn sẽ chọn tham gia chương trình của IC một lần nữa. Sau khi mà thực tập xong thì em có dự tính là em sẽ làm cái gì không? Em sau khi thực tập xong thì em sẽ tham gia tiếp một chương trình ở đại học Tokyo để tiện thêm kỹ năng tiếng của mình, rồi em sẽ về lại FPT học tiếp hết chương trình của mình để lấy bằng. Vậy cái điều gì ở bên đó mà khiến em cảm thấy hứng thú và giống như là những cái kỷ niệm mà em sẽ không bao giờ quên được? Ở gần chỗ em mới có cái biển á, những ngày dù là bị chê hay bị khen gì thì em cũng ra biển á, ngồi tâm sự với các bạn. Và đó là một kỷ niệm mà em nghĩ là không bao giờ quên, tại vì em sống ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ, ít khi nào đi biển lắm. Đây là lần đầu tiên mà em trải nghiệm được biển ở Nhật. Thực tập á chị, người ta cho đi chơi nhiều, em được đi thủy cung, được đi Tokyo, em nghĩ là những cái đó em không bao giờ quên được. Vậy chị hỏi thêm một câu nha, khi mà em bên đó thì có những cái gọi là drama nhiều gì không? Em có thể chia sẻ một ít cho các bạn biết không? Drama thì cũng nhiều, nhưng mà em nghĩ là mọi người có thể tự mình trải nghiệm bên đây, bởi vì đối với mỗi người thì mỗi người có một vấn đề riêng của mình á. Mọi người qua đây xong rồi có thể là cái drama của mọi người nó còn hay hơn cái drama của em nữa. Em nghĩ là mọi người qua đây rồi sẽ có nhiều cái thú vị hơn. Em có thể chia sẻ những cái tiếp sống cũng như là khi thực tập bên đó thì các bạn còn phải trang bị cho bản thân cái gì, hoặc là những cái lời nhắn nhủ lưu ý cho những cái bạn đi sau? Hai lời khuyên dành cho các bạn. Ở trường mình có một môn mà chúng ta thường hay làm lơ, đó là môn làm việc nhóm. Môn đó mọi người nên ôn lại một lần trước khi qua Nhật, bởi vì Nhật sống
với nhau rất là tập thể đó. Nên là khi mà mình làm việc đó, mình cũng làm việc theo tập thể, không làm việc cá nhân. Nên là cái môn em cảm thấy khi mà qua đây rồi thì em cảm thấy cái môn chuyên nghiên cứu ở trường mình rất là tốt. Còn cái thứ hai là tự tin. Cho dù mà bạn học ngành gì, bạn học giỏi hay dở, thì đầu tiên là cái sự tự tin khi mà qua Nhật nó rất là cần. Không chỉ tự tin về cái tinh thần của mình mà mình còn phải tự tin thể hiện nó ra nữa. Tức là mình đừng có sợ sai hay là gì hết á, và rồi mọi chuyện thì nó sẽ tốt. Đó là điều quan trọng nhất. Chị cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới của em, trước khi mà em kết thúc kỳ thực tập để mà tiếp tục thêm một cái chương trình khác của IC, chị vẫn mong là em sẽ luôn thành công và có nhiều sức khỏe hơn. Yeah. Đặc biệt là những cái drama nó sẽ không quay quần bên em. Hy vọng là em sẽ luôn vững tin và luôn mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ. Em cảm ơn chị.